Hello, how are you? Các bạn như thế nào rồi? Và ngày hôm nay thì các bạn có thấy có một chút gì đó mà hưng phấn các thứ không? Thì chúng ta sẽ có những tình huống lại gặp nhau trong cái khuôn khổ gameplay và gameplay cùng Junki hàng ngày. Ngày nào cũng gặp mình thì tôi nghĩ là các bạn cũng có những tình huống là sẽ bị những cái khả năng bị mình thôi miên. Cái chất giọng kệ trầm ấm các bạn không nghe, các bạn cảm thấy nó có một chút gì sai sai thiếu thiếu đấy. Ok, trong ngày hôm nay thì mình sẽ phá tan những cái định luật các thứ, những con hero mà nó đã đánh những cái đường rất là cơ bản rồi. Thì hôm nay thì mình sẽ cố gắng là có một chút gì đó phá cách. Đấy, mình sẽ đánh vào vị trí là một con support, con Adan. Nhưng mà có những cái màn gọi là Adan ở đây sẽ là một con Adan theo đường Dam hai bớt. Đấy, thì như thế nào thì các bạn thử theo dõi video nhá. Và không biết là các bạn có thích những cái chương trình mà kiểu cảm giác là phá cách những cái con hero mà trong thị trường rank không. Còn nếu mà cứ như thế này thì nếu mà bạn thích thì các bạn hãy comment, like, share, chia sẻ để mình để thấy cái hiệu ứng của bạn có tốt không, thì mình sẽ cố gắng là nghiên cứu thêm một số cái đường mới để đánh cho các bạn xem. Còn nếu không thì chúng ta sẽ quay trở về với một cái cách bình thường thôi. Đấy, kèo này thì mình sẽ sử dụng là một con cần Adan sẽ đánh đam rừng. Đấy, còn đồng đội là đánh con Catalin cũng như là Vóc rồi. Mình cũng khá yên tâm về cái lượng đam của combat. Thì bây giờ mình là chỉ là một cái thanh niên support bay ra đấm đá gào cấu. Vừa support vừa có đam, nó là ok, nó là đẹp trai và nó quay tay thần trường một cách rất là đàng hoàng. Và con Adan này thì vẫn là sử dụng set Galadioto Adan thôi. Thực sự mà nói thì đây là một cái set mà nó cũng khá là mồ. Nếu đánh vào vị trí là con Adan chiến thì set này không có thể, cái set nào nó có thể hợp hơn. Và vẫn là một súng, một kiếm, một bình máu để có thể farm rừng. Tăng con, nếu mà các bạn chơi theo đường của mình thì tăng max skill 1 nhá. À quên nhầm, tăng max skill 2 nhá. Thì tại vì là nó có sẽ có những cái tình huống là phi ra đấm nhau phồng tôm các thứ nó cực kỳ đàng hoàng. Đấy, sẽ bay ra các thứ và đấy rồi nhảy dây. Biết nó làm cái gì? Làm gì vậy Adan? Không hiểu. Phải cả cái này giơ tay mà kiểu bình thường gặp người lạ xông ra đấm ra sấp mà lờ luôn. Ok, kiểu này mình sẽ cùng với bạn Catalin thì đừng farm đây. Cái nội tại skill 2 của Adan thì nếu mà chúng ta cứ đấm một phát thì nó giảm 3 giây cooldown. Đấy là một cái điều mà rất hay đến từ cái nội tại của Adan. Và chúng ta đang có những màn là cooldown skill 2 nó cũng tương đối nhanh đây. Thì cứ bò ra đi từ từ thôi để ăn quái thôi. Cứ đẩy quái lên ăn là nhanh này. Cứ có những cái màn đấm hút khiếc các thứ đến từ con Adan. Cảm thấy là trong combat mình trở thành nên người có ích cực kỳ lạnh mẽ. Đấy, kèo này cứ bình tĩnh thôi, farm đẩy lên. Không biết là team bạn đang ở đâu nhỉ? Có cái kèo là mình đang vào rừng, mình có thể farm đô. Cảm giác là con Adan và con Catalin đi với nhau, kiểu hai con trâu chó đi với nhau. Có gì đó sai sai. Kiểu trong rừng nó có một chút gì đó, một cái thế lực nó rất là mạnh mẽ. Ôi, có bom rồi. Thôi can lộ rồi. Adazo vào đây là nhau nghe Adazo. Vào đây đúng rồi bạn vào đây. Ôi giời bắn flare là hay này. Glay ra đây. Glay đấm nhau. Ôi bạn Glay ra đây, mình trâu lắm bạn Glay ơi. Glay bay rồi. Glay bay thì cứ từ từ tìm góc mà phi vào đấm thôi. Đâu bạn nào vào đây. Thôi mình cứ đứng đây farm con này đã. Đấy, phải rình. Ôi mất con quái rồi. Đấy, bị con Adazo ăn mất rồi, đam nó to thế nhỉ. Thôi từ từ đợi nó hết book rồi bay vào đánh nhau cũng được. Cứ bình tĩnh, dục tốc là bất đạt. Bây giờ bạn như nào? Bây giờ là phải hổ báo. Lớn rồi là phải hổ báo. Glay như nào? Glay chưa chết. Trời sao rồi, cắm lợn rồi. Tiếc quá nhỉ. Kèo đấy là cái kèo mà đấm nhau nó cũng rất là nhây. Nhưng mà team bạn có con support Adan hay quá. Ôi nhầm, con support Adazo hay quá. Đấy, cảm giác là mình đấm nó có gì đó sai sai. Mình sẽ lên vẫn là hai cái kiếm, lên thêm một cái giáp để có thể phòng thủ được con Glay cũng như là con Ingo. Đấy, để cho đội hình của team bạn có một chút gì đó sợ hãi mình tí, cho mình lấy le với đội hình của team bạn tí, chẳng lẽ vào test con skin lại cái khả năng Aurelian test tướng có khả năng bị hành hạ giết hại một cách sấp mặt lá chăng, là đâm trọt đến từ Adan thôi. Tầm này là mình cứ bò lên, mình đương nhiên là mình sẽ mang tăng max skill 2 rồi. Cảm giác là chúng ta sẽ đấm như kiểu phòng tôm ấy. Kèo này là mình sẽ đánh kiểu Adan kiểu phòng tôm các bạn xem. Đấy, cực kỳ là điên đào thế giới ảo luôn. Đấy, cứ bò ra đẹp trai là nó ok rồi. Không ai có thể cản chúng ta trong kèo này đâu. Đấy, cứ phi ra ở đây. Đấy, hiện tại thì team bạn không ăn mỏ giữa. Hình như là con Glay.
Thế thôi, Clay kia thôi, tao cũng lại không ăn nữa. Mày lại rình tao đúng không? Mày lại Clay lại đánh nhau Clay. Làm tí, giao lưu tình cảm tí. Đây làm sao, bạn Clay làm sao? Clay làm sao? Đánh tiếp không? Như nào? Đấm không? Thôi thôi được rồi, bạn được búp thì mình lại đi về thôi. Bạn được búp đam thì mình lại về. Trời ơi, mình lại cứ đứng đây rình mò. Đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây làm nhau. Vào đây, bước vào đây. Trời ơi, mình trâu lắm. Đâu, còn không? À thôi, hình như là bạn đi farm rồi. Thôi, ăn mỏ giữa thôi. Đấy, không có đây thì mình lại đi ăn màu giữa. Đấy, kiểu vào đây trách trách tí thôi, làm màu làm mè tí thôi chứ có những tình huống đấm nhau đâu. Trời ơi, đâm chọt là đau này. Đấy, con Adam thì khi vào combat các bạn chơi theo đường này thì các bạn cứ spam skill 2 có thể đấm. Đấy, cứ tăng max thôi. Cảm giác đấm nó cũng rất là thốn. Đấy, cảm giác đấm mà chúng ta có một chút gì đó có yếu tố phong tôm trong game đấu này. Không biết là cái cách này của Thánh Phong Tôm, nếu mà đã thanh niên đấy mà có lỡ chơi về Gori chắc chắn là rất là thích chơi cái đường này. Cái khả năng bay và đấm cái bộp và đấm cái bộp và cảm giác rất là mạnh mẽ. Đấy, cảm giác tự tin khoe cá tính là nó có nhiều đấy. Đấy, phi lên cứ là đấm, cứ là farm là đều mà. Kèo này là con Adam đi rừng farm, nó có thêm một tí đam thì farm nó cũng nhanh thôi, nó cũng không có gì nó quá chậm đâu. Khi mà các bạn thấy đây thì mình đang sử dụng một con Adam, nó đấm mà cảm giác đội hình của team bạn có một chút gì là thốn. Cái vật phẩm mà đầu tiên mình lên đối với con Adam đấy, đó là một cái tension bow. Đấy, kiểu cảm giác đã phồng tôm mà. Phồng tôm thì phải có tension bow và để có cái lượng đam lớn thì chúng ta mới thực hiện được tuyệt kỹ là đấm phát chết luôn. Đấy, thanh niên nào mà kiểu láo láo là đấm cho vỡ mồm. À đây, Adagio ơi. Adagio thật đấy, bạn không chạy được đâu. Mình đấm đau lắm, chết luôn này. Trời ơi, thơm quá. Nhưng mà không hiểu sao ông Vóc ông vẫn hít được nhỉ. À, ông Vóc này kiểu cầm tinh con gì hít thơm, hít nhanh thế à trời. Đấy, thấy mình không để ý phát là hít luôn được. Rồi, có đủ tiền lên Tension Bow rồi. May cái mạng của ông Adagio làm mình xanh thêm là có Tension Bow. Giết được Ringo à, ngon nhỉ. Chứ cần cái sự can thiệp đến mẹ mình. À, đến mình mà thanh niên Ringo có tình huống ăn nhanh thế. Ăn ngay được con Ringo rồi. Thôi, cứ đứng nghe farm thôi, farm là nhanh mà. Kèo này là kèo mà vật phẩm thứ hai mình lên nó sẽ là After Shock. Một cái gọi là tension bow, cái after shock thì đấm một phát gọi là lượng đam nó sốc cứ là lên não luôn. Và bây giờ Clay đánh nhau, Clay các bạn chạy thì mình lại về. Fountain bật lên rồi, Fountain có tình huống bật lên thì lại về thôi, chứ biết làm như nào nữa. Đấy, ui hồi đá mình vào này, bây giờ mình quay lại mình đánh luôn đấy. Mình sợ bạn chắc, bạn nghĩ mình sợ bạn đi. Không có bao giờ, không bao giờ nó cũng có tí nữa. Tiếc thế à. Đấy, quả đấy ước gì mình chỉ ước là mình có thêm một tí đam nữa thôi. Vâng, bây giờ bạn Alejo lại ra vào đây check bomb, tôi nghĩ là bạn hơi ngáo rồi. Bây giờ hai bạn Gley á, bạn Gley bạn nghĩ bay được á. Cái lồng này mở ra là để có tiền chào đón bạn này. Thôi mình lại về, ủa sành quá, ăn ngay được hai mạng rồi. Thôi, quả này cảm lợn rồi, Zinco, Catalin mẹ chạy về thẳng luôn. Không có những tình huống nào đứng lại cùng với đồng đội đã. Hơi buồn mà Catalin đấy. Vâng, kèo này là cái kèo mà mình vừa chết rồi, mình sẽ về nhà mua đồ, mình sẽ bay nhảy trong cái game này. Đấy, thì thực ra thì chơi cái đường này thì nó cũng là một đường mà chơi Adan đi rừng, cảm giác là mình toàn mua những cái vật phẩm mà rơi vào tầm là giá rẻ nhưng mà hiệu quả cao. Ví dụ như một cái After Shock cũng như là một cái Tension Bow là hai cái mà nó rẻ gọi là thuộc cái dòng đồ RAM rẻ nhất rồi đấy, nên chúng ta cảm giác là chúng ta có thể lên nhanh được hai vật phẩm này. Còn nếu mà các bạn mà cứ sử dụng vào những cái như kiểu lên ngay một cái rìu hay là mấy cái đồ mà kiểu luxury khác thì cảm giác là nó rất khó và lâu và nó sẽ không hiệu quả. Nếu mà Adan là một con hero farm không nhanh. À đây rồi, Ringo chạy đi đâu. Ui dồi ôi, đấm đau lắm Ringo ơi, cho phát nữa. Ôi tiếc quá, tôi đấm bạn này cũng được. Thôi lại đi về thôi, quả đấy lại cứ lên dọa rồi thì đấm bụt phát. Cảm giác vào đấm phát con Ringo kiểu bị đấm nút cán luôn ấy. Cảm giác là đấm phát nào thấm phát đấy. Bên phía đội hình của team bạn không cẩn thận là có màn bốc hơi ngay. Đấy, bây giờ thôi bạn này cũng được. Bạn nào đây, Clay lên đây đấm nhau. Clay làm sao? Clay đánh cẩn thận đấy nhỉ. Bình thường là con Clay khác là nó sẽ bay lên nó đá vào ai đó. Nó đá cho mà sắp lờ luôn. Nhưng mà con Clay này lên nó có phải rình theo mình ở đâu. Sợ mình có những tình huống thông thiết các thứ. Được, Clay đánh quả đấy là tỉnh đấy. Nếu mà theo thông thường là như kiểu mình là mình bay lên đấy, chắc chắn là bị úp. Thôi, tên này lại vào rừng nó farm tên thôi. Farm kèo này là có mà.
farm tương đối nhanh đến từ con Adan. Con Adan thì trong mấy cái phiên bản trước trước đây thì nó cũng đã bổ sung thêm một chút cái lượng đam ở cái lồng của Adan ấy. Và như các bạn, gì đấy? Mà lạc trôi à? Nghĩ hiểu sao lạc trôi lạc ra cái trong kèo này. Tự nhiên đi mẹ giật sợ vãi. Cái kèo đi xài giật đấy là may không phải combat đấy. Combat mà cứ xài giật thì bốc hơi rất là cao. Vẫn là đi đây, vẫn là di chuyển, vẫn là đẹp dài. Con kèo này là cái kèo này cứ phải là đâm trọt để quả lên cao thôi. Đấy, bây giờ là có after shock rồi. Đấy, bây giờ thì mình là như kiểu siêu xây ra. Bay lên, đấm này, đấm đau lắm, úp lồng này. Trời ơi, bạn đi cô bây giờ chạy đi đâu hả bạn? Bạn bây giờ bạn đứng lại chứ bạn chạy đi đâu? Sao mà chạy được mình? Tiền làm sao chạy được? Chạy đi đâu? 275 tiền là ngon. À bây giờ đi tìm bạn Glay. Bạn Glay đi đâu? Úi xổ, mình đang mẹ nấp ở đây. À đây Glay. Đợi cooldown xong trưởng đấm nhau. Ui nó ăn xong rồi. Thôi, mình nghĩ là thôi đi. Mình nghĩ là nên bay về đi. À không, từ vóc vào không. Thôi về. À không, trong này còn quái mà. Vào đây làm miếng. Nhìn con Adan búp lên thì chúng ta có thể thấy là thanh niên này giống khá giống siêu nhân. Kiểu mẹ có cái vòng quanh tay ấy, trông khá đẹp khi hiệu ứng của Tetsubo cũng như Aftershock kết hợp vào. Nói chung là cũng là cái, bây giờ là cũng trong tính chất là đậm chất phồng tôm ra trò ấy. Nhìn cũng đẹp trai, tóc tai lai láng. Ấy, bóc lại chết bởi Glay à? Thì thôi, bạn chết thôi. Thì mình lại đi ra farm. Catalin có thanh niên giáp Atlas rồi. Cả khả năng mà vào combat đâm chọt vào Ringo trong cái kèo này nó là ok. Nó là có mà nó có thể là đẹp trai, có thể đánh nhau. Adan cứ ra đây đấm quái thôi. Đấm mà nó có những tình huống đẹp trai ở đây. Cứ đấm mà chạy về, cứ đấm mà chạy về ở đây. Sẽ là có những tình huống là mình cứ thể phải tăng vài điểm vào một đã. Để có thêm một cái lượng giáp ở vị trí đầu game. Đấm nhau sướng. À đây rồi. Bắt được bạn nào lại không? Mình sắp có lồng rồi, đợi tí. Mình sẽ chúa tể những cái lồng. Bây giờ bạn nào thích đánh nhau không? Có bạn nào thích đánh nhau không? Úp nhá, úp lồng nhá. Đây, Rinko chạy điệu. Ôi trời. Không ngờ là con Rinko chết nhanh như vậy. Đập cái một phát lại kiểu một cái cảm giác rất là rô mốt. Mình càng ngày càng thích cái đường này. À đây, băng trụ đi các bạn ơi. Đấm là đau này. Ôi các bạn chạy đi đâu hả? Các bạn chạy đi đâu rồi? Ôi Utia là rô rồi. Choáng lâu quá thì bạn này chạy đi đâu? Cảm lợn rồi. Quả đấy mà không có Ulti Arezzo thì mút hết thôi. Không sao. Thì quả đấy vẫn ăn được Arezzo. Kiểu méo mó con không vậy. Chúng ta sống ở đời chúng ta cũng không cần thiết có những cái tình huống mà kén chọn quá nhiều. Ứng cái tiếp theo của mình sẽ là lên một cái Broken Meat này, có cái lượng đam thực sự mà nói đánh Adan. Tôi đang thấy vừa nãy có cái quả úp lồng mà kiểu con Ringo mất nhiều máu, cảm giác cũng hơi nghiện nghiện. Bây giờ thì mình sẽ có cái tình huống là lên cái lông cho trở nên đẹp trai và tươi trẻ hơn. Đấy, vẫn là phi ra đến từ mình rồi. Vẫn cứ lăn lộn đây đến từ Adan, phi ra các thứ cho nó đàng hoàng. Đâm chọt là có đến từ con Adan trong kèo này. Thôi, kèo này mình đã thấy lông hiệu quả, bắt đầu tăng điểm vào lông thôi. Đấy, tăng vài điểm vào lông, cảm giác chúa tể những cái lông nó thì hay hơn. Đấy, chắc chắn là các bạn trai rất là thích lông. Ấy, kèo này thì cái kèo mà bên phía đội hình của team bạn thì tôi đang không đánh giá cao vào vị trí con Ringo. Thế vì cảm tưởng là vào combat chúng ta đấm phát Ringo chết luôn thì cũng chả cần thiết phải lên quá nhiều đối thủ đó cả. Ấy, kiểu anh tự tin dô mốt bay lên. Vâng, bây giờ, ôi dồi, Glay, bình tĩnh. Bây giờ các bạn như nào? Mình hổ báo lắm mà Ringo. Đây đánh nhau Ringo. Ringo làm nào? Ringo làm sao? Làm bạn được không Ringo? Ôi đau thế nhờ. Mình tự bình tĩnh. Ôi thôi giải tán. Mình về đây. Tân dòng sông ly biệt rồi. Mình làm thế là hơi nhiều rồi. Đấy, có những cái man gọi nguy hiểm ở đây. Thôi mình cứ bình tĩnh. Cứ phải tự tin, lâu mình cú. Rồi ôi này. Ngon quá. Cứ thỉnh thoảng dình ngò có skill 2 là bay là đấm bùm phát chết luôn. Nó gọi là thơm thôi rồi. Đây vào đi B. Thanh niên BTN. Đây của mình. Của mình chắc rồi. Các bạn có thể thấy là một cái tình huống mà lúc đít cho đồng đội cứ đi lên đấm như thế đấy. Kiểu ăn uống nó xanh chín đến lúc nào. Và cái kèo này thực sự mà nói thì hai con hợp nó là phải Catalin và Adan nhé.
Thực sự mà nói thì cái cặp đôi này là ở SEA chúng ta ở cái thời ngày xưa ấy, trong các giải đấu ấy cũng rất là nhiều team đã sử dụng rồi. Và bây giờ tự nhiên mình lại có những tình huống hoài niệm mà mình đánh lại thôi. Chứ cái kèo này, nhưng mà ngày xưa là nó hình như cũng đánh Adan kiểu này sao ấy, mình nhớ mang máng là như vậy. Còn bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục những cái màn là bò ra đấm nhau thôi, mẹ kiếm những cái góc gì đó trở nên nó mạnh mẽ và đẹp trai hơn đến từ đồng đội. Bằng bây giờ ui ôi con Rico ơi đi đâu đấy, lồng ra rồi này, bây giờ bạn như nào rồi, đau thế nhở. Tự nhiên quả đấy bốc hơi nhanh thế, quả đấy Catalin không bật một cái đồ nào cho mình, hơi buồn mà Catalin đấy. Ôi vóc hay lắm, vóc ơi tiếp đi bạn ơi, đầy phát nữa rồi ấy rồi. Vâng, cái sự hy sinh của mình đó là một cái sự cái gì đó rất giúp ích cho đồng đội, có một sự gì đó chết cảm thấy nó có ích. Vâng, bây giờ là vóc cũng như là Catalin đang cố gắng ăn gôn mai đây. Ok, hai bạn ăn đi, lát nữa mình ăn theo. Vâng, vẫn là cái kèo mà mình sẽ phi lên đây để có thể farm thêm. Vâng, khi mà vừa chết một cái mạng, có một tình huống, có một chút gì đó tức tười, có một chút gì đó rối lòng, cảm giác là ngất xỉu các thứ trong combat, có gì sai sai, thì bây giờ thì mình lại tiếp tục quay lại với cái vòng xoay may mắn, cái vòng xoay lại cái vòng luân hồi, tức là đi farm phải tìm kiếm những cái góc nào đó nó trở nên đàng hoàng hơn. Đấy, lại bay vào, lại đâm vào cái thứ. Lại bò lên thôi, bò là bò thôi. Kèo này tìm góc để đâm ra, cắn ngay củ lắc rồi. Có lắc đây là có phải lên mà lên luôn. Vâng, bây giờ bên BMT đợi mình tí, mình sẽ ra cùng bạn, mình sẽ có những tình huống úp lồng và bay lượn cùng bạn. Ở đây rồi, bạn cứ từ từ, bạn cứ bình tĩnh, cứ từ từ, bình tĩnh, không nên cay cú. Lâu lâu mới cú thì được thôi, chứ cay cú liên tục là kiểu gì nó cũng bốc hơi. Vóc bình tĩnh rồi bác ơi, để cho con Catalin đi trước. Không gì là có tình huống bốc hơi đấy. Team bạn cũng là thuộc cái dạng này, burst down cũng cực kỳ điên đảo. À đây rồi, 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 Jingle đi đâu, Jingle đi đâu, đà đá mình à, bây giờ lồng chạy đi đâu. Ôi thôi, thôi bắt con Glay được. Thì mình nghĩ là đèo một con không, ăn con Glay là cũng ngon. Ôi trời ơi, ulti đi lại về thôi, biết làm nào. Có bắt được ai không nhỉ? Thôi, lại hết rồi, hết trò rồi. Kèo này là cái kèo mà cứ đứng đây mẹ cố gắng đâm chọt của một quái đó. Kèo này chúng ta đâm chọt quái là nhanh mà. Khi mà con Adan cảm tưởng là cái khả năng bay vào combat và phong tôm nó là có. À, mình cũng khá thích con Adan. Vâng, con Adan là một con hero mà tương đối là có một chút giống nghiện này. Thôi lại đi về phi lên đây đẩy quái nhanh thì đâm chọt nó cũng ok mà, cũng fine mà. Kèo này là cái kèo Ringo chạy đi đâu nhỉ? Ringo chạy đi đâu thế? Úi trời ơi, nó chặn được stun rồi, làm sao bắt được nó? Trời. Đi về vậy. Quả đấy là block của con Ringo là hay đấy. Quả đấy mà không có block chắc chắn là Ringo ẳng ngay đấy. Kèo chúng ta di chuyển ở đây để ăn tiếp vào Kraken này. Đấy, đấm vào Kraken thôi, đấm là đấm thôi, biết làm như nào. Vâng, bây giờ lại combat. Trời ơi, Adagio quả này bạn hình như bạn hơi liều lĩnh. Bọn mình đang ăn Kraken cơ mà. Vâng, bây giờ thì mình cũng chỉ là di chuyển lên dạ dồ đi bạn thôi. Thôi, Ringo quả này cắm lợn chặt rồi. Hãy Glay bay về đi. Glay chạy đi đâu nhỉ? Glay ơi, Glay tôi nghĩ là bạn nên ở lại đi. Ở lại sướng thì nó tốt hơn. Ở lại mút chuồn chuột các thứ thì sẽ có những tình huống ngon hơn rất là nhiều. Mình cứ cố gắng đấm đây đến từ Adan thôi. Quả này là phải phi lên phút trộn. Đấy, tầm này là tầm khỏe, tầm này là tự tin khỏe cá tính. Tầm này là cái tầm mà chúng ta có thể phi lên phút trụ bây giờ. Đam là to, rồi lăn lộn các thứ đến từ combat. Cứ đâm chọt như thế này thì bảo sao nó cũng ngon. Ôi trời ơi, Adagio ơi, đi đâu đấy? Atlas đã lên thôi, bạn bảo Atlas thì mình lại phút trụ thôi. Biết làm nào? Cứ phải phi ở đây phút trụ này khổ lắm ấy. Mình cũng có muốn phút trụ ở đâu, đấm nhau. Ôi à, là dù lại ulti rồi, úp lồng này. Ôi phải đấy, mình tưởng còn Glay nó dí theo mình. Bây giờ Ringo đánh nhau. Thôi, mình chỉ đùa thôi. Bây giờ bạn như nào? Bạn thích đánh bạn mình á? Vẫn ăn được á?
Bây giờ bạn nào tiếp theo cũng bình tĩnh làm gì mà nóng thế. Bây giờ như nào? Bật ra bát lát hơi chậm, vẫn chết. Thôi. Bây giờ thì cờ Dragon nó hoạn nốt là xong rồi. Game đấu này là cái game mà nó cũng có những cái tình huống nhanh rồi. Cố gắng mua thời gian rồi, Katali. Đúng rồi, hay. Trời ơi, con Dragon là đấm đau lắm, đấm mạnh lắm, đấm khỏe lắm, đấm các thứ lắm. Úi trời ơi, thơm quá, xanh quá. Ok, và chương trình gameplay chúng ta thì ngày hôm nay kết thúc rồi. Và nếu mà các bạn thích cái chương trình mà mình làm theo kiểu những cái meta, cái lạ break mega như thế này thì các bạn đừng quên like, share, chia sẻ nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.